Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hơn 2 tháng sau thất bại đáng tiếc ở Asian Cup 2023, huấn luyện viên Philip Troussier và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Indonesia trong hai trận đấu mà chúng ta bắt buộc phải có ít nhất 2 điểm để giữ vững được vị trí nhì bảng F tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Không rõ là huấn luyện viên Philippe Dusse có rút ra được bài học kinh nghiệm nào từ lần đối đầu ở Doha vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 vừa qua hay không. Thế nhưng chắc chắn rằng nếu như ông thầy người Pháp vẫn giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu như vậy thì đội tuyển Việt Nam khó lòng rời sân Gelora Bung với mục tiêu có điểm. Ở trận đấu ngày 19 tháng 1 Tuy rằng là đá trên sân trung lập và không phải chịu sức ép mạnh mẽ từ khán giả Indonesia nổi tiếng là cuồng nhiệt, nhưng đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philip Truze vẫn bị áp đảo gần như là hoàn toàn khi không thể tung ra cú sút nào trúng khung thành trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Và một học trò cưng của ông Philip Truze là tiền vệ trung tâm Thái Sơn thậm chí còn bị rút ra nghỉ ngay sau hiệp 1 bởi vì có vẻ hơi ngợp. Còn tới đây, chảo lửa Gelora Bungkagno với sức chứa gần 80.000 khán giả sẽ đem đến thử thách cực đại cho cả huấn luyện viên Philippe Rouget cũng như là đội tuyển Việt Nam. Bởi trong không khí ồn ào như vậy, nhiệm vụ kết nối giữa ban huấn luyện với các cầu thủ thi đấu ở trên sân sẽ là cực kỳ khó khăn. Và nhiều khả năng các học trò của huấn luyện viên Philippe Rouget chỉ có thể tiếp nhận chỉ thị từ ông thầy người Pháp khi mà bóng ngừng lăn. Nếu trong thế trận như vậy mà ông Philippe Rutze vẫn khăng khăng duy trì thói quen là loại bỏ những trụ cột dày dạn kinh nghiệm để trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ, thậm chí là còn chưa có vị trí chính thức ở tại câu lạc bộ chủ quản thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ lại là một thế trận bế tắc tuyệt vọng như ở Doha cách đây 2 tháng hay là một màn trình diễn nằm ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ? Không ai có thể tiên đoán được kịch bản nào dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi diễn ra vào ngày 21 tháng 3 ở sân Gelora Bungkangno. Nhưng thẳng thắn mà nói, thì có lẽ không nhiều người dám tin vào một kết quả thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sau những gì mà ông thầy người Pháp đã thể hiện trong vòng một năm qua ở cả đội tuyển quốc gia cũng như là U23 Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng sau Asian Cup 2023, dù vẫn tỏ ra kiên định với kế hoạch trẻ hóa, nâng cấp đội tuyển Việt Nam nhưng huấn luyện viên Philippe Troussier cũng thừa hiểu rằng đội nhà cần phải thay đổi điều gì đó nhằm đòi nợ Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Hay nói cụ thể hơn là thuyền trưởng người Pháp cần thêm nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm bên cạnh những gương mặt trẻ được ông cài cắm ở đội tuyển Việt Nam một thời gian dài vừa qua. Có thể là ông Philip Truze sẽ mạnh dạn thay đổi vì áp lực dành cho chiếc ghế của ông ở hai trận đấu sắp tới với Indonesia là quá lớn. Bởi ai cũng biết rằng nếu như đội tuyển Việt Nam bại trận thì coi như là tan vỡ luôn mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba Và giấc mộng World Cup 2026 mà ông Philip Truze đã vẽ ra với bóng đá Việt Nam cũng sẽ biến thành mây khói. Vì lẽ đó, hàng loạt cựu binh như là Hoàng Đức, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Thành Trung v.v. được ông Philip Troussier nhắm tới cho lần hội quân tới đây sau khi không thể sử dụng tại Asian Cup 2023 trước đó bởi vì chấn thương. Nhưng ngược lại cũng có một số ý kiến khác lại không tin tưởng vào khả năng xảy ra thay đổi trong triết lý bóng đá cũng như là cách thức sử dụng nhân sự của ông Philip Troussier, Bởi kể từ ngày tới Việt Nam, ông thầy này chưa khi nào cho thấy mình là một người dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp bởi vì sức ép từ phía dư luận một yếu tố khác cũng tác động đến khả năng ông philip ruzê sẽ không gọi trở lại những cựu binh thời huấn luyện viên park hang seo dù rằng trong thâm sâu ông cũng muốn thay đổi đó là việc quế ngọc hải tuấn anh chắc chắn sẽ không thể tham dự hai trận đấu tới với indonesia bởi vì lý do chấn thương những cái tên khác mà ông philip ruzê muốn sử dụng lại đang gặp vấn đề về phong độ như hoàng đức tiến linh hay bùi tiến dũng cho nên cũng phải cân nhắc rất kỹ trong tình thế như vậy nếu như ông philip tru vẫn dùng nhóm các cầu thủ cũ hay trẻ giống như là asian cup thì cũng chẳng quá là bất ngờ bởi như đã nói đây là điều chẳng đặng đừng Tất nhiên cũng có thể sẽ có một vài nhân tố mới nhưng được sử dụng hay không là chuyện rất khó nói. Chưa kể là thời gian chuẩn bị cho trận đấu của ông Philippe Truzey là khá hạn hẹp khi mà phải sau vòng 1/8 Cúp quốc gia diễn ra vào các ngày 12 và 13 tháng 3 thì ông mới đủ quân cho nên là cũng khó lòng có thể mạo hiểm dù rằng nhà cầm quân người Pháp rất muốn thay đổi. Và một yếu tố nữa cũng không thể không đề cập tới rằng giấc mơ World Cup có thể là rất quan trọng với bóng đá Việt Nam nhưng với ông philip ruzê thì chưa chắc nó đã mang nhiều ý nghĩa bởi ông cũng đã có hai lần dự world cup với hai đội tuyển khác nhau và là một huấn luyện viên sắp sửa bước sang tuổi thất thập cổ lại hy tức là ở giai đoạn cuối của sự nghiệp cầm quân thì việt nam có thể sẽ chỉ là một điểm dừng trong hành trình sự nghiệp rất dài của ông philip ruzê mà thôi thế nên trong trường hợp mọi việc không được như ý thì kết cục xấu nhất với ông Philippe Troussier chỉ có thể là một cuộc chia tay trước thời hạn còn với bóng đá Việt Nam mọi thứ sẽ vô cùng phức tạp và rối rắm và dĩ nhiên sẽ là tột cùng của sự thất vọng vì vậy một sự thay đổi hay không từ phía ông Philippe Troussier lúc này vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn một khó khăn đến với đội tuyển Việt Nam vào lúc này chính là vấn đề ghi bàn Phong độ của các tiền đạo đã thể hiện rất rõ qua số bàn thắng mà họ ghi được ở tại giải vô địch quốc gia. Khi hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội ở V-League 2023-2024 là một tiền vệ Quang Hải với 5 bàn và một trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh với 4 bàn thì có một câu hỏi được đặt ra là các tiền đạo đội tuyển Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua đó? Thực tế việc đặt ra một cuộc đua không chính thức mang tên vua phá lưới nội đã phần nào cho thấy các chân sút Việt Nam hoàn toàn thất thế trước các tiền đạo ngoại. Bởi thất thế không có cửa so sánh với ngoại binh, cho nên giới chuyên môn so sánh các nội binh với nhau để bớt sự chênh lệch. Đây là câu chuyện quá cũ và đã được nói đi nói lại rất nhiều năm qua. Trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi như trường hợp của tiền đạo Anh Đức vào năm 2017 hay Tiến Linh vào năm 2018, V-League hầu như là không được chứng kiến một chân sút nội ghi quá 12 bàn mỗi mùa. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng nói ông chỉ có 3 tiền đạo dùng được đó là Công Phượng, Đức Trinh và Tiến Linh. Với huấn luyện viên Philip Truze thì thực tế còn phú phàng hơn. Ông đã chia sẻ với ký giả của trang Friday Digital rằng bóng đá Việt Nam không có chân sút giỏi. Cả năm tiền đạo mà huấn luyện viên người Pháp Luân phiên sử dụng ở đội tuyển Việt Nam đều đang ghi bàn một cách nhỏ giọt ở tại V-League. Tuấn Hải có 3 bàn sau 11 trận, Tiến Linh được 2 bàn sau 12 trận, Văn Toàn 3 bàn sau 11 trận, Đình Bắc ghi 2 bàn sau 7 trận, còn Văn Tùng thì chưa có bàn thắng nào sau 8 trận ra sân. Để tìm câu trả lời cho vấn đề khô hạn bàn thắng của nội binh, thì huấn luyện viên Daiki Iwamasa đã giải thích ngắn gọn như thế này. Các đội ở V-League quá phụ thuộc vào cầu thủ ngoại, các nội binh như Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh dù rằng giàu kinh nghiệm nhưng ở câu lạc bộ thì chủ yếu là đá lùi sâu, giạt biên mà không thường xuyên tiếp cận với vòng cấm của đối phương. Ở hầu hết các đội bóng ở V-League, từ nhóm đua vô địch cho đến các đội trụ hạng, khâu ghi bàn dứt điểm ở trong vòng cấm được giao khoán hoàn toàn cho ngoại binh, những người phù hợp với lối chơi trực diện nhờ vào thể hình lý tưởng, lực chân và kỹ thuật tốt. Như lời của một huấn luyện viên đang huấn luyện ở tại V-League, thì đó là giải pháp an toàn để cho huấn luyện viên giải tỏa áp lực. Ai làm huấn luyện viên ở v cũng chịu sức ép cả, đôi khi thua vài ba trận là mất việc, cho nên phải chọn được giải pháp tối ưu. Thậm chí ngay cả khi mà nội binh ghi bàn đều đặn ở v thì cũng không thể đảm bảo những cầu thủ này sẽ tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam. Mùa giải 2021, Công Phượng và Văn Toàn chơi rất tốt ở v khi ghi tổng cộng là 13 bàn thắng. Tuy nhiên, cả hai đều được hưởng lợi khi mà Hoàng Anh Gia Lai có Washington Brandao lo nhiệm vụ làm tường, di chuyển để hút người, cai đè để cho các tiền đạo khác dứt điểm. Còn ở đội tuyển quốc gia, khi mà các nội binh mất đối tác ngoại tin cậy có thể cân được những pha tranh chấp tay đôi để mở ra những khoảng trống thì khâu ghi bàn lại trở nên khó khăn hơn. Sau một năm đầu huấn luyện, ông Philip Troussier cũng đã thử nghiệm nhiều chân sút, nhưng sau 12 trận chưa có tiền đạo nào ghi quá 3 bàn ngôi sao trẻ Đình Bắc đã gây ấn tượng với trận đấu rất hay trước Nhật Bản. Thế nhưng án kỷ luật ở câu lạc bộ Quảng Nam đã cho thấy rằng cầu thủ này cần rất nhiều thời gian để uốn mình vào kỷ luật. Giao trọng trách lớn cho Đình Bắc ở thời điểm 19 tuổi rõ ràng là một con dao hai lưỡi. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cũng đã nói thẳng thắn rằng Đình Bắc mới chỉ là cầu thủ ở dạng tiềm năng thôi, đừng vội gọi cậu ấy là ngôi sao chỉ sau có vài trận đấu. Đinh Bắc phải chứng minh bản thân qua từng giải đấu, cậu ấy mới lần đầu đá V-League và chưa thể hiện được gì nhiều. Những gì mà Đình Bắc làm mới gói gọn ở Asian Cup 2023 trong trận đấu với Nhật Bản và để trở thành cầu thủ giỏi thì cậu ấy còn phải được rèn luyện rất nhiều nữa. Hay với Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, những cầu thủ này đều có những điểm mạnh riêng nhưng đều khó ghi bàn đều đặn. Cản trở ấy đến từ phong độ ở câu lạc bộ cũng như là chiến thuật ở đội tuyển dường như là đang ở tầm cao hơn chất lượng thực sự so với tiền đạo Việt. Huấn luyện viên Philip Truze cần phải khai thác triệt để những phương án ghi bàn khác. Đó là tình huống cố định, thứ vũ khí đã mang về 3 bàn cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023. Hay là giải pháp dứt điểm tuyến 2 với Quang Hải đang đạt hiệu suất làm bàn rất ấn tượng ở V-League. Hoặc phương án khác là phòng ngự phản công. Hàng tiền đạo có thể không ghi bàn, nhưng với đấu pháp hợp lý, các chân sút đủ sức đóng góp theo cách riêng cho thành công của tập thể và hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt trước Indonesia trong hai trận đấu ở tháng 3 này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.